Thì ăn lá dâu để nhã ơn, nhã mà tơ lòng để đền ơn cho chủ. Thì hôm nay Đức Thầy cũng hằng khuyên tín đồ là tầm sức nhỏ còn làm nên cán, người không lo có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng châu thân dình đạo và hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Giờ đây được huynh Bảy Thiện đến đây chia sẻ cùng toàn thể quý vị đề tài tự do. Giờ đây trân trọng kính mời huynh Bảy đến đây chia sẻ qua lời dạy của Đức Thầy, mà Đức Thầy hằng khuyên các môn nhân đệ tử là thiền bát nhã, ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Dầu cho nay xa cách sở tề, sau thầy tớ gặp nhau Phật cảnh. Và đoạn khác Đức Thầy cho biết là: mày gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Đức Di Đà Phật Tổ ngóng trông, chờ bá tánh tìm nơi diệt khổ. Và một đoạn khác Đức Thầy còn cho biết là: đần những câu tỉ mỉ gung hồn, cho người lành giải bắt nôn, cúi đầu trước quy y Phật Pháp. Hay là dung chuông lành bằng muôn tiếng kệ, gọi hồn người hành thiện tri kinh, gia khuyên dân hẹn có sơn minh, diều bá tánh hứa câu thệ hải. Giờ đây được huynh Bảy Thiện đến chia sẻ cùng toàn thể quý vị, vậy trân trọng kính mời huynh Bảy đến để chia sẻ qua lời dạy của Đức Thầy và tìm hiểu nghĩa và làm theo đắc đạo. Và hôm nay cũng nhân ngày kỷ niệm để nhằm hồi hướng phước báo cho cụ Quyền Thất Tổ và vong linh người quá giảng trong ngày chánh kỷ niệm hôm nay. Giờ đây được huynh Bảy đến đây chia sẻ, trân trọng kính mời huynh Bảy đến diễn đàn để làm phận sự của mình trong giây lát. Trân trọng kính mời. Khi huynh Bảy đến diễn đàn, mời quý vị ủng hộ cho một chàng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và con lễ kính Đức Phật, lễ kính Đức Thầy. Kính thưa tất cả quý cô chú đại diện trong gia tộc. Kính thưa anh chị Bảy đại diện trong gia đình, cũng như chủ sự của ngày chánh lễ kỷ niệm đáo lễ hàng năm cho thân phụ. Kính thưa các bậc lão thành, thưa cô bác cùng toàn thể anh chị em đồng đạo và cô bác láng giềng thân kính. Trong buổi sáng hôm nay cũng nhân vào cái ngày 18 tháng 10 năm Giáp Thìn, cũng là ngày chánh vụ kỷ niệm đáo lễ hàng năm quý tế cho thân phụ của chủ gia. Sau khi nhận được lời mời trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn thể cô bác anh chị em chúng ta đã thể hiện trong tình thương chung và muốn giúp sức cho gia đình lo tròn câu hiếu nghĩa. Thế nên đã đến tại tư gia của anh chị Bảy để chốc lát nữa đây dâng mâm chay phẩm đơn giản với ý nghĩa cử sát sanh, để nhằm mục đích tạo duyên lành cho vong linh của người quá cố. Song song vào đó, thể hiện trên tinh thần từ bi và sự cứu rỗi linh hồn của Đức Phật. Thế nên cô bác chúng ta còn có hợp tâm cùng với nhau để thành lòng đốt nén tâm hương cầu nguyện cho cụ Quyền Thất Tổ và vong linh của thân phụ chủ gia được nhẹ lánh đường duyên, dơ đi nghiệp lực, giảng sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật. Thì thưa quý vị, mỗi một năm đó, cô bác chúng ta có ba cái ngày gầm lớn. Thứ nhất là cái ngày gầm tháng Giêng, là cái ngày lễ Thượng Nguyên. Và cái thứ hai là cái ngày lễ gầm tháng 7, là cái ngày lễ Trung Nguyên, là cái ngày tự tứ, ngày cứu hộ để xá tội cho vong nhân. Và cái thứ ba đó là cái ngày gầm lễ Hạ Nguyên tháng 10, cũng như ngày gầm vừa qua ở tại Thốt Nốt mình đó. Nào là cô bác anh chị em mạnh thường quân phát gạo cho quà, rồi nhà nhà lại làm những cái món thực phẩm chay để cho cô bác anh chị em ở địa phương đó được gieo duyên. Một nơi thì làm bánh canh, còn một nơi thì làm là cơm, rồi một nơi thì nấu bún, rồi một nơi thì làm những cái món thực đơn như bánh bao chay rồi xôi, để giúp cho bà con anh chị em gieo duyên trong cái gầm lễ Hạ Nguyên gầm tháng 10. Thì ở miền quê Thốt Nốt, cô bác chúng ta cũng chẳng lạ gì với những cái ngày lễ chánh dỗ kỷ niệm. Đúng với lời dạy của Đức Thầy, tức là cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay, trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng, thì hồn linh sẽ siêu thoát nhẹ cao bay. Thưa quý vị, lẽ ra đó hôm nay đó, con giờ này đó là ở ngoài Quảng Bình rồi, chứ không phải còn ở miền Nam mình ở tại nơi đây. Rồi vừa rồi đó, cái cơn bão Trà My là cơn bão số 6 đó, nó đã tàn phá không phải chỉ riêng
ở đảo Lưu Dông ở Philippines mà nó qua Biển Đông và nó vào cái miền Trung của mình, mặc dù nó hạ xuống nó cái cấp rất là thấp. Nhưng mà mưa nhiều đó nó làm ngập không là trên 35.000 căn nhà của cô bác anh chị em. Nó đã thiệt hại đi của cải tài sản của cô bác anh chị em về qua màu cũng rất là nhiều. Trong đó nó có hai mấy người chết, tức là hao của cải và cái nhân mạng của con người. Cho nên ở đây đó thể hiện trong cái tình thương chung và lời dạy của Đức Thầy, tức là Nam Kỳ đâu phải sống riêng mà còn cung cấp cho miền Bắc Trung. Cơn bão vừa qua đó là cơn bão Yari đó, là ở tại miền Bắc đó là đã thiệt hại nặng rồi. Thì hiện bây giờ đó là cơn bão Trà My đó là ở tại miền Trung. Ở tại Quảng Bình là nơi quê hương xứ sở của ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ở tại huyện Lệ Thủy đó là thiệt hại về nhân mạng của cải tài sản rất là nặng. Cho nên việc nhà quý bạn đã xong hiệp nhau làm phước để rõ lòng hiền nhân. Hôm rồi đó ở cái miền Bắc đó, sau khi mới có 2 ngày bão vừa qua rồi là con có mặt ở tại ngoại. Rồi bây giờ ở miền Trung đó nó xảy ra những cái cơn lũ lụt lớn như thế đó. Mà mình không đi thì thấy nó cũng làm như là nó cắn rứt lương tâm sao đâu. Cho nên nó lẽ ra đó giờ này nếu mà không có ở ngoại mà người ta hồi lại là giờ này con đang ở ngoài Quảng Bình để mà phát quà 1.200 xuất quà cho bà con ở tại huyện Lệ Thủy, tại huyện ở Quảng Bình. Mà Quảng Bình đó là cái nơi ngày xưa năm 1954 đó, thời kỳ của ông Ngô Đình Diệm đó, là chia ra hai miền Nam Bắc với cô bác. Đó là vĩ tuyến 17 là giáp ganh ở Quảng Bình và ở Quảng Trị là cầu Hiền Lương, là vĩ tuyến 17. Ở trong này đó ngày xưa là bên Việt Nam Cộng Hòa, còn ở ngoài kia gọi là Cộng sản Bắc Việt. Nó chia ra hai miền Nam Bắc. Mà hôm nay đó Đức Thầy Ngài đã cho biết là chuyển miền Nam địa lung lai, Nam Trung cùng Bắc một tay giáo đời. Cho nên ở đây mình chỉ khác với nhau, chỉ có cái sự sinh hoạt, cái tiếng nói, cái màu da. Nhưng mà cô bác chúng ta giống nhau ở ba cái. Cái thứ nhất là máu cũng đồng đỏ. Cái thứ hai vui. Cô bác chúng ta đó khóc nước mắt cũng đồng mặn và mồ hôi cũng đồng mặn với cô bác. Do lẽ đó mà cô bác chúng ta có bổn phận và trách nhiệm đối với giáo lý của Đức Thầy. Ngài đã cho biết đó là làng gần chỉ những tỉnh xa lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau. Trong kiếp hiện tại cô bác chúng ta còn phân biệt ra chia ra làm ba miền. Nhưng mà nếu nói về cái tình từ bi bác ái của đạo Phật đó, nó không phân biệt màu da, phân biệt chủng tộc. Nó xóa bỏ tất cả các tầng lớp đẳng cấp trong xã hội mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh mà thôi. Cho nên việc nhà quý bạn đã xong hiệp nhau làm phước để rõ lòng hiền nhân. Ở đây miền Nam cô bác anh chị em mình đó là chuyên đó là về phương pháp tu cầu tịnh độ niệm Phật. Cho nên từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm Phật, cho nên quả mình biết bao. Nhờ trong này cô bác chúng ta vừa niệm Phật vừa tu cầu mà được mưa thuận gió hòa. Tu cầu vừa thuận gió hòa mưa rồi an hòa nhân vật rồi phước thừa trời ban. Tức là nhờ đó, cô bác chúng ta có ăn chay, có cúng lại, có niệm Phật, có làm lễ nguyện cầu. Cho nên do lẽ đó mà cô bác chúng ta được sống bình an vô sự như thế này. Nhưng mà ngó lại ở phía sau lưng ở miền Trung với miền Bắc, hàng năm phải gánh chịu những cái trận thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa. Cho nên cái đời sống cô bác anh chị em người ta đó thiếu thốn về mọi mặt cô bác. Chẳng những nghèo bạc vàng mà đạo đức cũng nghèo luôn. Đó, cho nên hôm nay đó nghe theo lời của trong kinh Đức Phật thuyết hai câu. Hai câu này đó mà con dẹp gác cái công việc từ thiện xã hội ở miền Nam mình và việc trong cái công việc mà niệm Phật đó để con đi ra ngoài đó cô bác anh chị em mình. Đức Phật nói thấy người khổ động lòng thương, đức cao hơn kẻ niệm Xuân Di Đà. Tu không giúp đỡ thôn lân, chữ tu ấy có ai cần làm chi. Nhủ khuyên khắp hết tăng ni, chớ nên yểm thế hãy đi độ đời. Đương cơn ách nước tai trời, ngồi không tụng niệm sao rồi chữ tu. Ví dầu mất buổi công phu độ người khỏi nạn là chữ tu vuông trò. Người tu việc đức phải trao bằng câu niệm Phật rồi bằng bao việc lành nữa. Tu làm lợi ích nhân sanh, chứ không tu lối ngồi phanh tay chờ. Cho nên mình tu ở đây đó Đức Thầy Ngài chỉ dạy vừa gán cần kiên, vừa niệm Phật mà vừa làm lành. Vừa rồi đồng đạo có đọc đó đoạn chót của cái quyển 5, tức là cái quyển khuyến thiện, tức là khuyên cô bác chúng ta gán cố gắng làm lành với cô bác. Sướng là gì? Bằng sướng làm lành mà cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu. Hay là làm phước ác sẽ có phần, tu tâm tích đức rồi lần lần giàu sang. Phước đức quý hơn bạc vàng, khuyên người giác ngộ mà chuyển sang làm lành.
Do cái làm lành đó mà cô bác chúng ta được hưởng cái phúc trong hiện tại là được cuộc sống thanh bình, an vui, no ấm, và tương lai cô bác chúng ta còn để lại cho con cháu mai sau. Do lẽ đó mà vừa rồi đồng đạo đọc cái đoạn chót của cô Nguyễn Năm sau cùng đó cô bác, có ngâm lại bốn câu: vô thượng thậm thâm dĩ ý triền, danh ngôn chép để rạch đàn tiên, rồi cư gia tịnh độ tâm viên mãn, mới sĩ sức gian từ dốc giải phiên. Mấy câu này á, Đức Thầy rút ở trong kinh ngày xưa của Đức Phật thuyết. Mỗi một lần Đức Phật thuyết nó có ông A Nan, đó là ông đọc lên bốn câu với cô bác: vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bá niên dạng kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, mới nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Vậy thì bây giờ cái giáo pháp của nhà Phật nó ra đời đó, nó không có gì cao bằng và nó không có gì sâu bằng với cô bác anh chị em, gọi là vô thượng thậm thâm đó. Mà ở đây đó mình là xét bàn xét như trên, thấy toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân, phải không? Vậy bây giờ mình là cái người tại gia cư sĩ học Phật tu nhân không à, còn cái người xuất gia là người ta học Phật tu Phật, còn mình học những lời kinh tiếng kệ của Phật để tu với tất cả mọi người. Quý cô bác anh chị em ơi, tu đâu phải để ngồi chơi, còn đạo đâu phải để làm nơi dưỡng nhàn là chỗ đó. Vậy thì bây giờ đó, cái đám dỗ ngày xưa đó, Đức Phật ngài đó là tán thán ca ngợi và cái đám lầm từng. Cho nên ngày xưa hãy Đức Phật mà đi đó, mà ngài gặp cái đám cưới gây nghiệp rồi là ngài bùa. Mà gặp cái đám tán đó, ngài cảm thấy rất là vui vì con người đã bỏ được cái thân xác tứ đại, quý cô bác. Cho nên cái đám cưới là đám khổ, còn cái đám dỗ là cái đám mừng, còn cái đám lầm từng là cái đám giải thoát. Ngày xưa đó Đức Phật ngài mà nhìn thấy cái người mà sắp sửa trút hơi thở cuối cùng ra đi đó, mà đâu đó an tịnh ra đi đó là trong sự giải thoát, là Đức Phật rất là mừng với cô bác, vì xả bỏ được cái kiếp của con người đua chen giành giật mà chi chết rồi mang được của gì thế gian, chẳng qua một nắm xương tàn, hồn phi phách tán mới mơ màng về đâu. Bình tĩnh lại mới biết đời là giả, ôi ngọc vàng danh vọng mộng ai ơi, quyết đánh tan quan trái của cuộc đời, tìm chân lý để đắp bồi nguồn đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng mồ lạnh ấp xương khô. Miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, sống cát bụi cũng trả về cho cát bụi. Vậy thì bây giờ đó, đua chen trong cuộc đời này rốt cùng rồi đó quý cô bác anh chị em. Trăm năm ba vạn sáu nghìn ngày, tỉnh giấc như cuồng một lúc say, mới thấy đó bỗng liền tan mất đó. Sa nạc ơi từ thở cha mẹ ta sanh ta ra, ta ngỡ ta là thân lá ngọc cành vàng, ta không còn chung phận khổ với nhân gian. Không ngờ bệnh già đau chết rõ ràng, nó toan cướp mất của ta một đời người hy vọng. Vậy thì bây giờ đó, con người sống trong cuộc đời đó, ai ai cũng án tử hình. Ai ai sinh trong cuộc đời này đó, có cấp cái giấy khai sanh là mình đã có mang cái bản án tử hình. Ai ai cũng án tử hình, khác nhau chút đỉnh thời gian ngắn dài. Lỡ sanh trong kiếp trần ai, gán lo tu tỉnh để mai bớt sầu. Cho nên mình gán tu sao đâu đó cho nó ngon lành, nó mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối là muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan, dình với lực nghe kinh trọng Phật, thì đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến là e cho khó tránh. Nếu trong cái việc tu thân hàng ngày mà mình hững hờ vô tình mà không thèm để ý tới, khi cái chết mà nó đến với mình đó quý cô bác anh chị em mình, lúc đó đó thầy nói chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp là khó bề tính toan. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu còn phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dại khôn lưng hồn. Phải không? Vậy thì bây giờ nếu con người đó nhắm mắt lìa bỏ cõi đời này rồi đó, phước nhiều thì tiên cảnh lên lên rài, còn tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thê, chừng ấy mới biết chỉnh ghê, phải không? Lúc đó mà mình ăn năn đó không kịp đó, coi chừng quý cô bác anh chị em mình đọa dưới miền địa ngục rồi đó, thấy xuống diêm đình thấy tội hỏi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xả tội nay còn một lúc, sao không tu đặng có hưởng nhờ.
gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ trồng bông kiển là giống chi hưởng nấy. Cho nên á, Đức Thầy nói thơ với phú thần tiên giáng bút bởi cơ trời đã thúc binh lưng rồi. Không tu chừng khổ cũng ưng, mà tu hành mới gặp cảnh vui mừng tội thay. Nếu không tu rồi tới chừng gặp cái cảnh khổ lúc đó cũng ưng là mình phải chịu thôi, chứ không có chạy đâu sức. Rõ ràng là như vậy. Cho nên thưa quý cô bác anh chị em mình, giáo lý Đức Thầy ngài ra đời chỉ dạy cho mình nó làm sao mình tu, mà cái sự tu của mình làm sao nó bền bỉ dẻo dai, cái đó mới là ngon lành. Cho nên khi Đức Thầy sắp sửa xa vắng tín đồ, Đức Thầy nhắn lại hai câu này hết sức hữu tình. Nếu cô bác chúng ta còn nhớ câu đó, cô bác chúng ta tu dẻo dai cho đến cái ngày Đức Thầy trở gót đó. Thầy nói đó, nhắn cùng bổn đạo gần xa. Gần là cái người ở xứ đạo, mà xa là cái người ở xa xôi. Kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tỉnh tại nhà, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng nại, chẳng nài thời khắc. Cho nên nhắn cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì trí mới là liễu mai. Vậy bây giờ phát tâm tu phải nói rất là dễ, mà bảo vệ đường tu cho đến cái ngày mà kết cuộc phải nói rất là khó quý cô bác anh chị em. Phải không? Lúc mình xạ lúa nó dễ lắm, mà mình bảo vệ cho lúa hồi có lúc còn nhỏ nó bị sâu ống rồi sâu keo rồi sâu phao nè. Phải không? Lớn lên chút xíu nữa cái nó bị ung thư, rồi nó bị vàng lá, rồi nó bị lép, rồi tới chừng sắp sửa chỗ tới chín rồi đó mà còn bị mấy chuột bọ nó cắn nó ăn, rồi nó còn lót ổ nữa chứ. Nó trải qua nhiều giai đoạn, đường bạch ngọc đâu hề suôn sẻ, đến niết bàn không lẽ thẳng ngay. Đã đành trăm đắng ngàn cay, nếu không thử thách rồi biết ai chọn nguyện. Tu phải chịu năm bào mười đục mới có nên hình cốt Phật tiên. Chớ ngã lòng trước cảnh đảo điên, gắng cố gắng gieo duyên đạo pháp. Trước rách lạnh thì sao ấm áp, còn sung sướng nay là mai lại khổ đau. Công phu nhiều thì quả mới cao, lơ là quả làm sao ngộ đạo. Cho nên có số cô bác anh chị em mình nó mới bước vào cửa đạo tu thời gian sau, gặp nghịch cảnh cái gọi điện lợi tu cái: chú Bảy ơi, giờ này nghịch cảnh nghiệp duyên nó tới nó đòi tu quá rồi. Tôi mới nói chúc mừng cho quý vị. Quý vị người ta hỏi sao mà tôi đang khổ, đang gặp nghịch cảnh nghiệp nó tới nó khảo tôi mà tại sao chúc mừng là chúc mừng sao? Tôi nói tu mà gặp cái nghịch cảnh gian lao khổ khó của cuộc đời, lúc đó đường tu mới thăng tiến. Mà phải vậy không mấy chú? Đức Thầy nó chịu cay đắng tu hành mấy gì đó mới giỏi phải không? Muốn tươi sắc ngọc sắc ngà, đừng phiền những lúc người ta dũa mày. Càng nhiều thử thách đắng cay càng nên sáng tỏ tương lai tu. Tu hành hay là thầy nói ngọc nhờ lao, ngọc mới rạng rạng ngời, còn kim mà mài dũa kim kia mới bén. Nó có mài nó mới bén chứ. Vậy mình tu có gặp nghịch cảnh gian lao của cuộc đời, cô bác anh chị em mình nhớ lấy câu Nam Mô Di Đà Phật dùm cho tôi: mỗi khi gặp chuyện buồn lòng, ngồi an niệm Phật mới hồng vượt qua. Người gây ta cứ mãi hòa, lửa kia gặp nước ắt là tắt queo. Phải không? Hãy lửa mà nó gặp nước là nó tắt chứ có gì đâu ạ. Cái người mà ta sân hận mà ta đến ta gây gỗ với mình, mà mình lấy câu Nam Mô Di Đà Phật, thầy nói chắp tay niệm chữ gì nè? Hay quá. Chắp tay niệm chữ Di Đà, lòng ta biết ai mà mát ai. Vậy thì bây giờ mình lấy câu Nam Mô Di Đà Phật mà để trong lòng đó. Đức Phật ngài nói đó, niệm Phật có tốn chi đâu, phước tăng nghiệp giảm rồi khổ sầu tiêu ta. Hay niệm chữ Di Đà, tan chướng nghiệp thiền từ thầy rước lại non bồng. Vậy hàng ngày đôi khi tại vì mình quên câu Nam Mô Di Đà Phật, cho nên cô bác chúng ta mới còn sân hận, còn lửa mà nó nổi lên thôi. Chứ nếu hàng ngày đó mình nhớ câu Nam Mô Di Đà Phật ở trong lòng mà nó chế ngự hoài đó, cô bác anh chị em mình không có bao giờ mà cô bác chúng ta sân hận lửa nó nổi lên. Một câu niệm Phật tất lửa sân si, công đức ai bì dại gì mà không niệm. Còn thầy nói muốn niệm Phật bất cần, bất cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên. Phải không? Chính xác không? Cái câu này thầy viết là chính xác cô bác. Muốn niệm Phật bất cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Vậy thì bây giờ có cái tại mình niệm Phật đó mà nó bị lặng lẽ rồi nó bị quên lãng hoài.
Cho nên thầy mới than nói xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi, trì tâm thì quá ít thôi. Bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào rồi mới tới gạch tim đem để, đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc tả tơi rồi tu sao kịp, chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Hay là bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiền lành chừng đó sum dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Phải không? Chứ nếu bây giờ người ta thiếu đức tin đối với giáo lý của Đức Thầy rồi đó, đôi khi đó cái chuyện nó đã tới rồi đó, mà đôi khi người ta còn chưa tin nữa. Còn cái người tâm đạo người ta biết, người ta tin trước, người ta biết thừa nữa. Phải không? Dương trần bụng dạ nhiều màu, thấy cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ si. Lời xưa người cổ còn ghi, những chuyện lạ kỳ đã có hay chưa? Chưa là với kẻ chẳng ưa, chứ người tâm đạo người ta biết thừa tới đâu. Người khôn nghe nói càng rầu. Cái người khôn, người lớn ở trong gia đình đó mà nhà đó sắp sửa dột, sắp sửa hư đó, tới cái mùa mưa người ta rầu muốn chết. Còn mấy đứa nhỏ nó không biết đó, nó thấy mùa mưa tới, nó thấy mát, nó khoái lắm. Nó trông cho mưa, trông cho mưa đặng chi dạ, đặng sập nhà, đặng chết chứ làm gì. Tu thì không chịu tu mà trông cho đời tới. Ông ba ông nói chẳng có một chuyện làm lành nữa, trông cho đời tới đang tan tành cái thay hay làm gì. Đã không biết lỗi mà trông cho nước lên, đặng mà chết... Đặng chết trôi, chết hụt, chết chìm hay làm gì quý cô bác. À không, chứ phải mà tu trong đợi cái ngày tới không nói. Rồi mà lúc đó anh em ta bàn bạc nhau á, con nói lên cái mạng xã hội này rất là khó. Nói mà được lòng anh em đồng đạo thì đợi bên ngoài đôi khi người ta công kích đó quý cô bác. Người ta quay qua người ta hỏi con nữa, nói ông Bảy ơi, ông Bảy sao tôi nghe mấy ông á là tu lâu năm, mấy ông lão đồ này kia đó, mấy ông ưa trong đợi cuộc đời nó mau kết thúc quá à ông Bảy. Tôi nói cái đó là lẽ đương nhiên thôi. Ai người ta cũng mong, người ta cũng trông đợi chứ. Hỏi sao mong trông đợi chi dạ ông Bảy. Tôi nói bây giờ tôi hỏi thiệt anh em nha. Nếu anh em không có làm nhà nông, anh em không có xạ lúa, có trông tới mùa tới vụ không? Có trông tới mùa thu hoạch không mấy chú mấy bác? Có trông không? Xin thưa không. Cái người người ta không có xạ lúa, người ta trông tới vụ tới mùa làm chi? Đặng tức hay làm gì? Người ta làm công 45 dạ, còn mình không có làm mình tức hay làm gì? Còn cái người mà người ta xạ lúa đó, người ta trông đợi từ ngày từ giờ, nhất là cái lúc lúa đỏ đuôi đó, lúa ngoài đồng vàng mơ trong nhà muốn mờ mất phải không? Cho nên anh em là ta trông đợi cái ngày kết quả. Dầu cho nay xa cách sở tề, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, và ước là trông mong đó chứ gì. Ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đặng đồng ba về cực lạc một đàn. Quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mây nhạt trỗi tiêu thiều. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, còn người tu niệm phải sống đời, sống đời thượng cổ. Rõ ràng là như vậy quý cô bác. Cho nên hôm nay đó, cái ngày chánh dỗ kỷ niệm này được gia đình tổ chức trọng thể, nó xuất phát từ cái tấm lòng hiếu kính của con người đối với ông bà tổ tiên cha mẹ. Mỗi một năm đó 360 ngày đó quý cô bác, mỗi một ngày hai thời. Nếu cô bác chúng ta mà cúng lại để cầu siêu cho vong linh của tổ tiên ông bà cha mẹ mình qua lời dạy của Đức Thầy, là muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay, thì mỗi một thời công phu cúng lại cô bác chúng ta, nó y ra cũng như một cái thời du lan báo hiếu của Đức Phật chỉ dạy ngày xưa. Lúc cha mẹ còn, cô bác chúng ta lo về phương diện thể xác là lo dưỡng nuôi báo hiếu. Lúc cha mẹ đã quá giảng thì chúng ta phải tu cầu và cầu nguyện cho vong linh được siêu thăng lên Phật cảnh, thoát đọa trầm luân. Đó, cho nên lo cho cha mẹ ấm lành, ấy là tiểu hiếu lòng lành thế gian. Còn tu cầu cha mẹ Tây Phương, ấy là đại hiếu mấy ngàn vàng khó so. Vậy hàng năm đó, ngoài phương diện cúng lại hai thời, ngày đám dỗ này nó đại diện cho một ngày du lan báo hiếu. Ngày xưa du lan đó là một kiền liên, ngài phải mời các chư tăng tu hành thanh tịnh công đức viên mãn để cầu nguyện cho bà Thánh Đề. Ngày nay mình là người tại gia cư sĩ, mình thấy mình chưa đủ khả năng, chưa đầy đủ phước duyên công đức để cầu nguyện cho cha mẹ mình được giáng sanh Tây Phương tịnh độ, mình mời anh em đồng đạo xa gần tới.
hiệp cùng nhau để cô bác chúng ta làm lễ nguyện cầu, thì vong linh đó trong ngày chánh dỗ kỷ niệm rất vui lòng thỏa mãn. Thất tổ cửu quyền nơi chính suối, ngưỡng mong hậu tấn biết tâm trai. Ăn chay niệm Phật bốn mùa, dù đi hàng vạn ngôi chùa gần xa cũng không bằng Phật tại gia, đó là hai đấng mẹ cha sanh thành. Hay là muốn đem cúng Phật mười phương, trước lo báo hiếu xong đường mẹ cha. Mẹ cha là Phật Di Đà, mẹ cha là Phật Thích Ca hiện tiền. Cho nên phụ mẫu tại đường cũng như Phật tại thế, quý cô bác. Hàng ngày dùa cơm dâng nước cho cha mẹ mình, đó là cô bác chúng ta đã phụng sự cho Đức Phật dạy. Cho nên Đức Phật dạy hai câu: đừng tu tượng cốt Phật đồng, trở về lại kẻ ẩm bồng. Ẩm bồng ngày xưa. Còn thầy nói mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Lúc cha mẹ già yếu thì mình lo dưỡng nuôi báo hiếu rồi đó. Còn lúc mất, giường linh đơm quải mới là có chi cũng nấy vậy mà. Vậy mà dân ơi, ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới ngoan. Vậy thì bây giờ đó, ngày xưa nếu không có giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời, ngày chánh dỗ kỷ niệm như thế này là ngày cô bác chúng ta đem lại một cái nguồn đau khổ cho cha mẹ và người thân, cũng như cửu quyền thất tổ, bằng cách là cô bác chúng ta sát sanh hại vật để cúng tế cửu quyền. Xưa kia cúng mặn lỗi lầm thai, nay giác ngộ rồi đổi cúng chay. Dừa muối tương rau ti đạm bạc, cơm canh bánh trái thảo lòng ngay. Trước nhìn mạng sống muôn loài vật, trước là mình nhìn cái mạng sống của muôn loài vật. Chứ hôm đó đó mình đi đó, đám dỗ đó, mà nếu cái ngày đó không phải là nhà của tín đồ Phật giáo hòa hảo theo lời dạy của Đức Thầy là chương trình cúng chay. Bữa nay mua về 2-3 cặp vịt, đi dài đường ta hỏi bữa nay mày mua vịt chi dạ, nói dạ cúng ông già tôi à. Thì cái đó là ai? Có phải cha mẹ mình lãnh không với cô bác? Dù cho cha mẹ ông bà trăm năm mãn số cũng là chớ sai, lòng lành thì cúng cơm chay, chớ nên sát hại các loài thú kia. Dối rằng nó cúng rồi chia, mà đành phủ tội đổ về mẹ cha. Mình ăn sướng miệng âu ca, rồi vong linh cha mẹ phải xa đọa đài. Ấy là bất hiếu lắm thai, đành để kẻ chết mà đắng cay khổ sầu. Chết rồi ăn có được đâu, phải nên suy xét cho sâu mới là. Đừng theo tả đạo ngoại tà, sát sanh hại vật cúng mà tổ tiên. Ấy là tạo sợ xích xiền, rồi cổ cầm cha mẹ với miền Diêm La. Vậy có phải cái đó là mình làm là mình tạo cái tội lỗi cho ông bà tổ tiên cha mẹ mình, càng ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi không? Trong khi ngày xưa ơn thứ 9 kể ra thảm thiết vì nuôi con mà tạo nghiệp chẳng lành rồi. Hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau khi bỏ xác hồn vào địa ngục rồi. Rồi chịu muôn điều câu thúc phạt răng, nghĩ thương cha mẹ vô ngàn vì con mà phải trầm thân sáu đường. Vậy thì bây giờ đó, Đức Thầy viết trong cái bài quải đơm đó: kẻ mất cho ăn si khó hiểu, cái người còn thì bác đãi lạ lùng thay. Tại sao cái người chết rồi mà đem dâng cúng mà cái người còn mình lại bạc đãi với cô bác anh chị em mình? Đức Thầy nói ai mà biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống thì dạy thì cho ăn, không làm để ở lung lăng rồi chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Nuôi bầy gà bầy vịt đợi tới tháng 10 đó mà cúng ổng. À không, là cúng ông cha. Mà mới có tháng 7 à, bà mẹ bà thèm con gà con vịt gì kêu bắt nó mặn, nó nói thôi bà nội ơi đợi tháng 10 cúng ổng đó. Cái người còn đây nè, Phật tại gia. Phật Tây Phương thì ép cho ăn, còn Phật nuôi dưỡng lại bỏ lăn nhịn đói. Đi lại chùa thì bắt đầu là cúng Phật thì mong cho Phật trứng Phật ăn. Mà ở nhà cha mẹ đó muốn con nó báo đáp thăm ăn, nó lo cúng kiến thì lại không chịu. Sống thời chẳng chịu cho ăn, chết làm sôi thịt làm văn đặng nó tế rùi chứ làm gì. Sống mà không cho ăn rồi chết cúng là điều vô ích vậy. Sinh tiền bất cung dưỡng tử hậu tế linh sàng. Hôm nay mình cúng kiến cho ông bà cha mẹ để tỏ tấm lòng hiếu kính, mà còn làm tấm gương cho con cháu mai sau. Nếu mình hiếu thảo mẹ cha thì con hiếu lại với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Thấy không? Làm con hiếu thảo lo tròn bất nhân bất nghĩa con mình nó noi theo. Cuộc đời là sợ dây leo, nhân nào quả nấy chớ gieo nghiệp sầu là chỗ đó đó cô bác. Vậy thì hàng ngày đó cô bác anh chị em mình đó, lo cho cha mẹ mình ấm lành.
Đó là một mục làm lành căn bản nhất trong giáo lý của Đức Thầy đã chỉ dạy. Bởi vì muôn việc lành cái gì? Hiếu thuận, phải không? Muôn việc lành là hiếu thuận đứng đầu. Đôi khi có người đó dỗ cha không cúng, nuôi mẹ thì không, cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện. Đi làm từ thiện mà bỏ dỗ cha mình không cúng, vợ mẹ mình không chịu dưỡng nuôi, rồi mình làm từ thiện vậy nó có kết quả không cô bác anh chị em? Xin thưa, nó không đạt kết quả mỹ mãn. Nhân sanh hiếu nghĩa là dĩ di tiên, mới hành thiện tri kinh thị sĩ hiền. Cái người đó muốn hành thiện tri kinh là làm cái việc đầu tiên là nuôi cha dưỡng mẹ, là cái phước báo vô song, phước báo vô biên mà nhân duyên cũng vô tận nữa, phải không? Vậy bây giờ bữa nay cái ngày lễ trong gia đình anh chị bảy mà tổ chức trọng thể như thế này đó, ông bà tổ tiên cha mẹ vui mừng không kể xiết quý cô bác anh chị em. Bằng chứng thực tế tôi kể lại câu chuyện ngày xưa. Khi lúc đó đó Đức Thầy mới khai đời mở đạo ở tại tổ đình quý cô bác. Số anh em người ta lợi, người ta tới đó là viếng thăm Đức Thầy rất là nhiều. Trong đó có ông Lê Khoác Khuynh. Ông cả Khuynh này đó, ông lợi, ông mới hỏi thầy. Ông nói dạ bạch thưa thầy, sắp sửa đến cái ngày đám giỗ của thân phụ của con rồi. Cho nên chuyến này đó con tính gia đình làm ăn khá giả khấm khá. Anh em đó trở về rất là đông. Con mời anh em đồng đạo trở về, con tính làm cái đám giỗ lớn chút xíu được không thầy? Lúc đó đó thầy mới nói đó, làm lớn thì tội lớn. Ông mới suy nghĩ, ông nói nếu thầy nói làm lớn tội lớn bởi bàn với người em. Nói bây giờ thầy nói làm lớn tội lớn mà ngày xưa thầy nói cái gì sợ lắm, không có dám cãi. Ráng nghe lời dạy của thầy để sao đến chuyện kiếm thầy khó ra, chứ không phải chuyện tầm thường à quý cô bác. Con hư đau dạ mẹ cha, còn trò hư là đau đớn xót xa lòng thầy. Đó, lúc đó hai anh em mới lại bàn bạc nhau, nói thầy nói cúng lớn tội lớn thôi, hai anh em mình chuyến này không ai thu xếp làm gọn gọn cúng nhỏ. Lợi nói dạ bạch thưa thầy, nếu cúng lớn tội lớn vậy anh em con chuyến này về tính làm nhỏ được không thầy? Thầy nói nếu làm nhỏ tội nhỏ. Bây giờ hãy làm đám giỗ mà hồi ngày xưa chưa cúng trai thì làm lớn tội lớn. Bàn bạc lợi hỏi thầy đó, dạ tụi con tính cúng nhỏ. Thầy nói cúng nhỏ tội nhỏ. Sau khi bắt đầu hai anh em nghe nói bây giờ cúng lớn tội lớn, rồi bây giờ cúng nhỏ là tội nhỏ, hai anh em mới xù xì bạn nhau, nói lợi chuyến này không mấy đám giỗ của thân phụ mình không làm. Bây giờ cúng lớn thì thầy nói tội lớn, mà cúng nhỏ tội nhỏ, bây giờ thôi mình tốt hơn mình không làm. Tới chừng lại anh em nói, dạ thầy nói giờ nếu đám giỗ cúng cha mà cúng lớn tội lớn, cúng nhỏ tội nhỏ, bây giờ tụi con tính không làm được không thầy? Thầy nói nếu không làm sao địa ngục. Vậy bây giờ con hỏi cô bác anh chị em mình ba cái. Hồi ngày xưa bởi vì Đức Thầy chưa viết cái bài quải đơm để cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo áp dụng trong ngày chánh dỗ kỷ niệm. Thì nếu cúng lớn là mình sát sanh nhiều là tội lớn. Nếu cúng nhỏ là mình sát sanh ít là tội nhỏ. Mà nếu mình không cúng đó, con người có tổ có tông học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ. Hiếu trung chuyện tích sợ sợ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Cái người đời mà họ còn biết cái công ơn sanh dưỡng của hai đấng ân điền mẹ cha là kẻ trọng ân như vậy. Mà bây giờ tới chừng chết mà mình không cúng rồi đó, mình có còn xứng đáng là con người nữa hay không? Nước sông kia có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, nếu không cha mẹ sao nên con người? Cây có cội mới mọc mầm xanh lá, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Con người có ở nơi đâu, có cha có mẹ rồi sao mới có mình? Lời xưa ca dao tục ngữ, ông bà mình thường nói cái câu ví dụ á: con chim xe xẻ nó đẻ cột đình, ông ngoại bà ngoại đẻ ra mẹ mình, mẹ mình mới đẻ ra mình, là nó triền lao, là cây có cội nước có nguồn. Một câu nói tuy đơn giản nhưng nó đã gãi gọn và luân chuyển trong kiếp sống của nhân sinh. Và hôm nay đó được gia đình của người tín đồ Phật giáo Hảo vừa báo đáp thăm ân về phương diện cúng chay, mà còn lại làm lễ nguyện cầu một cái nữa thôi. Thôi cô bác anh chị em mình thấy bao nhiêu nghiệp chướng giờ nó cũng phải tiêu tan. Muốn cho tạo lỡ mòn là nó bớt lần lần, chứ tiêu là nó hết luôn, phải không? Vậy Du Lan đâu đợi ngày gầm, báo hiếu đâu phải mỗi năm một ngày. Ơn cha nghĩa mẹ sâu dày, mỗi ngày báo hiếu là mỗi ngày Du Lan.
Mỗi một ngày mà cô bác anh chị em mình báo hiếu cho cha mẹ, mỗi một ngày cô bác chúng ta cúng lại hai thời, đọc lên cái lời nguyện Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ là Trực Giảng Tây Phương nọ nhiêu đó không, cô bác chúng ta cũng đủ báo đáp thâm ân và trọn vẹn qua cái ngày báo hiếu Du Lan, không có cần đợi tới cái ngày gầm tháng 7 chi, mà lúc nào cô bác anh chị em chúng ta cũng báo hiếu hết. Mà báo hiếu xong con người đặc biệt à, thầy nói hễ hiếu chung lòng chớ vội quên, sống lo chọn đạo thác lên tiên đài. Hễ cái người sống lo chọn đạo rồi nhắm mắt là tôi bảo đảm cô bác anh chị em mình là về cõi trên liền, chắc ăn 100% luôn. Có ai chưa? Có. Ngày xưa cụ Nguyễn Trung Trực đó vừa trung quân vương mà vừa hiếu phụ mẫu, cho nên tử vì nước còn ghi linh miếu, thác vì đời thanh sử danh bia, mũ cánh chuồng đai giáp mang hia ti thô kịch nhưng mà tâm chánh trực. Cho nên người xưa như thể gỗ tròn, đời nay bát giác mà tâm còn ngại nghi nữa cô bác. Cô bác mình thấy đời ông bà mình ngày xưa cái tên đặt xấu quá à, không, cái tên tuy nó xấu nhưng mà cái lòng của con người rất là trong trắng và tốt đẹp. Còn đời bây giờ toàn là lựa mấy cái tên đẹp không à, mà trong lòng nó xấu xa. Hồi xưa đó đời ông bà mình nó đọc mấy cụ già ngày xưa không có cái tên nào mà đẹp hết trơn á, mà cái người sống rất là tốt đẹp với cô bác anh chị em. Ti thô kịch mà tâm chánh trực đó, nước văn minh nó chê đồ ấy nực mãi trao chia xác thịt tanh bay. Cho nên đời bây giờ nó lọ toàn là nó lựa tên toàn là Vũ Linh với Thanh Tấn với Phượng Liên đồ không à, không. Tên mà nó đặt á, nó đặt nó lựa cái tên đẹp mà cư xử xấu quá. Cô bác anh chị em mình thấy tự ngoài thành phố vô đây đó, mấy cái quán cơm chay nó để tên là Kỳ Duyên nè, rồi Kỳ Ngộ nè, rồi Phước Duyên nè, phải không, Giác Ngộ nè, rồi Giác Duyên nè, rồi Giác Đức nè. Mà vô ăn cơm đi, ăn rồi nó giác búa với giác dao không, không có giác duyên giác ngộ gì trơn, mà nó giác búa giác dao không, mà nó chặt mấy ông đạo ta nói nghe méo miệng trơn, phải không. Vô ăn cơm chay mà nó quất cho 30.000 dĩa đó, rồi tôi hử hỏi rồi giác đó là giác gì, có còn giác duyên hay giác ngộ không, hay là giác búa với giác dao. Thưa quý vị, vậy thì bây giờ đó đời ông bà mình ngày xưa đó tì đó ít chữ nôm na chứ trơn chất, người ta ngay thẳng dạy bổn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao gì sắp rốt đời. Cho nên lúc đó đó quý cô bác, Đức Thầy Ngài nói nó cúng lớn thì tội lớn, cúng nhỏ tội nhỏ, mà không cúng là xa địa ngục. Thấy vậy rồi đó hai anh em mới đi lại nói bây giờ tụi con biết tính sao giờ. Bây giờ Ngài dỗ cha mình cúng lớn tội lớn, rồi cúng nhỏ Thầy nói tội nhỏ mà không cúng xa địa ngục. Bây giờ tụi con phải làm cách nào cho nó trọn vẹn. Lúc đó Đức Thầy mới viết cái bài Quải Đơm, và để cho người tín đồ Phật giáo hảo áp dụng trong ngày cúng dỗ cho ông bà tổ tiên cha mẹ 8 câu hết sức là nghĩa tình, hết sức là đặc biệt. Quải đơm cúng tế là cái lệ xưa nay, đó là cái thông lệ tự ngàn đời của dân tộc Việt Nam, với câu uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Xác vật trâu heo là cái đứa Mỹ bài, giết trâu heo đồ này kia là cái đứa Mỹ, là cái đứa dối đó. Nó bày ra đặng nó ăn đó quý cô bác anh chị em mình, dối rằng nó cúng rồi chia mà đành phủ tội đổ về mẹ cha đó. Nó lấy cái bàn khoán ổng bả nó đi hỏi gia nhà nước nó ăn đã đời, tới chừng ta lợi ta còng đầu. Còng đầu ai? Ổng bả đứng tên giấy chứng minh nhân dân đó chứ ai. Có phải đứa Mỹ nó bài không quý cô bác? Mà đa số đó cái ngày cúng dỗ không phải do mà con ca cháu nó cúng cái món gì của ông bà tổ tiên cha mẹ thích, mà nó cúng cái món gì nó ưa không à, phải không? Bữa nay tới đám dỗ của ổng rồi, nhà mình bây giờ làm món gì cho nó hợp lệ đây? Chị hai thích món ăn gì, nhỏ em thứ ba thích món ăn gì, còn út thích món ăn gì, cái xúm nhau làm món đó không à? Vậy cái đó có mồm cúng cho nó chứ cúng cho ổng bả cái gì? Có khi nào nói hồi đó ổng bả thèm món gì hay là thích ăn món gì mà nó mua món đó cúng không? Không có đâu. Tần ơi, bữa đó mấy nhỏ đám dỗ đồ này kia nó phái cái món ốc ngang nướng hay gì đó ngang, cái món mực chiên hay gì đó ngang, là nó thích nó làm món đó không hà quý cô bác? Đa số là vậy. Đó, vậy thì bây giờ ở miền quê xứ đạo đây đó cô bác anh chị em mình đó, bây giờ khỏi cần phải nói nhiều.
Hôm nay đó tôi gặp gỡ cô bác anh chị em mình với hai câu thôi. Gán cần chiên niệm Phật và làm lành với hai ý thôi quý cô bác. Bây giờ làm lành đó là ở vùng Thốt Nốt mình đó là đứng đầu bảng của cái tỉnh Cần Thơ. Thốt Nốt mình đó là làm công tác từ thiện xã hội đó. Bên chính quyền nhà nước, bên mặt trận tổ quốc công bố là Thốt Nốt mình là đứng đầu. Kế đó là tới Ung Môn. Đây là hai cái huyện thí điểm giàu nhất của cái huyện, cái tỉnh Cần Thơ. Và hai cái huyện này là tín đồ Phật giáo hòa hảo nhiều nhất ở tại cái tỉnh Cần Thơ của mình. Còn An Giang là hai huyện Châu Phú và Chợ Mới. Qua bên đó rồi 90% là tín đồ của Phật giáo hòa hảo, vừa đem thân cứu đời mà không gờ cái chữ đạo quý cô bác. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn vẹn, mười ơn mới đạo làm con lúc sanh sống cho nên phụ bạc. Vậy bây giờ đó làm lành đó, hàng ngày cô bác anh chị em mình có được cái niềm vui trong cái cuộc sống. Việc làm phước thì ai cũng biết, chẳng chịu làm là tại tiếc của riêng. Cái câu này Đức Phật nói không sai quý cô bác. Cái việc làm phước thì ai cũng biết hết trơn á, mà tại mình không làm là tại mình hơi tiếc của riêng chút xíu.